Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hi Ha đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video Minecraft series mới của mình. Đó tên là Minecraft Nội Chiến Minecraft Chiến Tranh. Đồ tên mắt dài luôn. Nội Chiến Minecraft Chiến Tranh. Đó, Nội Chiến Minecraft Chiến Tranh. Đó, hai tên muốn gặp tên nào đọc nữa. Một là Nội Chiến, hai là Minecraft Chiến Tranh. Đó, ok. Thì bên đây nó sẽ có hai loại là Attack và Defensive. Defensive, bên đây là phòng thủ và bên đây là attack. Thì bây giờ tụi mình đã đọc hết rồi mấy bạn, một chút là tụi mình vừa vô chơi thì mình sẽ đọc sao. Nhưng mà đây là cái phân loại team, thì mình nói là bên phòng thủ sẽ là 3 người và bên chiến đấu sẽ là 4 người. Ok chưa? Ok. Phòng thủ sẽ đựng chân là màu xanh và attack sẽ là màu đỏ. Ok. Ok luôn. Ok, bây giờ chúng ta vô xếp hàng đi rồi chúng ta gì nè. Thôi bây giờ bấm tab theo, nhìn theo tên, tab tên luôn đi. Rồi sầu riêng đầu tiên, xong tới Huy Núp nè, xong tới MK nè, tới Hi Ha nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn team. Bây giờ sầu riêng vô đầu tiên. Bắn đi. Rồi, attack qua chỗ khác. Huy Ngu. Attack, Huy Ngu. Ừ. Rồi, chú Minh. Attack. Yo, what's up? Defend. Rồi, Dương Mưa về bên đây luôn rồi. Dương Mưa về bên đây. Ok, bây giờ team bên kia sẽ là đâu, chia qua hai bên đi. Chia qua hai bên. Bỏ lại cục len vô rồi. Bỏ cục len vô lại đi mọi người ơi, Không có bỏ được không? Trả đồ mọi người. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào trận chiến. 3 2 1 boom. Có 600 giây để chúng ta đào rồi. Mời cao ơi, lẹ. Đâu, ở đây cái cúp này đúng không? Trời ơi, lấy cúp thôi. Ê, anh nghĩ rồi, bây giờ cho Jimmy qua đào với em đi, để anh đi lấy gỗ cho. Tại sao? Được không? Ý là em với lại Jimmy đào đá đỏ đi. Đào cái đá đỏ. Ok. Ta được rồi. Sao thôi? Có nói chuyện cái Cameraman xong kệ đi. Kệ đi, đập Cameraman tàn thành vô. Ở đây. Đào mày đào sao cho nó đẹp đẹp xíu, mày đào mày nó cũng chỗ lợm. Tranh thủ. Ừ. Tranh thủ rồi. Hai chiếc xe tăng. Mày về đâu? Ok. Xe tăng phá cửa như là gọi là gì, giải phóng miền Nam luôn. Mình là sẽ là vậy. Mình bỏ là miền Bắc không mọi người? Gì bay bay. Mình không. Mình là người giải phóng. Vô tông cửa cho nó luôn. Rồi full con đồ đi ha ơi. Ok. Qua chỗ thằng kia đổi cái cục đỏ kìa. Qua này nè, qua chỗ tôi đang đứng là Jimmy. Đang chạy nè. Nhanh lên. Đây. Vô chổng đổi thằng đó. Đổi thằng cái cục màu đỏ này nè. Đi vô đây. Vô đây còn bị đứng nhìn nữa trời. Ui thời gian thì không có. Đây, đổi cái đầu tiên á. Đổi cái đầu tiên rồi xong cái đổi cái tiếp theo. Đổi hai cái đó thôi được rồi. Không, sắt khối sắt chứ không phải là cục sắt. Đưa em đi. Ủa xuống này, thấy chưa? Rồi. Ok, được luôn nha. Sao nha. Ok nha. Nhắm nè. Đây, coi xem nhắm là bá đạo bá chủ của cái khu này rồi. Đây là cái nhắm nè. Đứng trên cao bắn xuống. Đứng trên cao ta nhìn xuống. Hello. Ủa đạn nó mua hơi bị nhiều à. Ok, mua một băng. Mua không, một băng không đủ bắn đâu. Phải có cái scope của nó nữa. Thì cốp là phải có khoảng 20 cục vàng. Vãi đồi. Đây nè vàng nè. Đây vàng nè. Rồi thôi rồi. Cái vàng ý. Ok. Đây là vàng giá luôn rồi. Đầu tư là phải có 4 vèo nha. Như là cái thắng xe nó bị gì anh, thắng nó không ăn đúng không? Thắng không. Đâu, thắng cái xe tăng đó là anh chạy lùi á, là anh đang chạy thẳng không? Anh chạy lùi cái là nó từ từ nó sẽ thắng lại. Đâu biết đâu, anh thắng đâu có được đâu. Đâm thẳng vô luôn, kẹt luôn. Tông cửa luôn, anh định tông cửa bằng xe tăng thiệt luôn à. Nó phải chuẩn chứ. Riêu đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, con Jimmy nó đào sao đào trên cái nóc luôn vậy Jimmy? Nó đào cái nóc luôn anh. Không hiểu nó đưa. Mình ca bào gỗ quá trời bào luôn rồi. Mình ca bào gỗ bào. Bào, vãi cái bào. Mình ca mấy bào. Đổi đồ sao cho nó cân. Đổi đồ sao nó cân bằng xíu nha mà ca. Đừng đổi một loại là xong. Cóm luôn đây. Anh biết rồi. Cái em súng nhắm nha mà ca. Lấy cho em súng bình thường á. Hôm qua em nhắm mà em đi. Súng bình thường là súng sao? Súng nào mà giống như AK vậy hiểu không? Đúng rồi. Hôm nay em update lại là súng binh tụi mình mạnh hơn á. Ok luôn. Phải mạnh hơn. Để mình vả mồm. Vả mồm. Vả mồm Huy Núp chứ cái mấy bạn.
vã cái mồm, nó kêu bốc 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 bốc. Lấy cho tăng nã cái đầu. Lần này rút kinh nghiệm mà đứng xe bắn vô thôi. Ok ok. Đào nhanh lên giùm cô tay hộp Messi muội ơi. Cô có đồ đó chưa lấy được nữa nè. Đi đổi đi, đi đổi đi, rồi đi đổi đi, đi đổi đi. Thứ này cameraman được luôn. Được luôn. Rồi đào nhanh nè, đào nhanh nè, đào nhanh nè. Nhanh nè, nhanh, nhanh nè. Còn 4 phút 30 giây nè. Ờ không sao, ngủ giấc cũng được. Tao phải mua một cái giáp ở đâu? À, tôi có cách hack game rồi, lêu lêu. Hack game? Game? Thay gì? Thôi mà hack đập, thay vì mình đập mấy cục than thường nè, mình đập khói than xong rồi mình bấm E lên mở bàn chế tạo ra. Được chưa? Được rồi, nhớ được luôn. Không cần phải đào than thường, tốn thời gian. Đúng rồi, tốn thời gian E lên bàn chế tạo. Được. Ồ, được luôn. Có nó sẽ có thông minh thông minh. Thôi chơi đúng luật đi, đừng chơi dơi chứ, chơi đúng luật đi. Ủa, cái này là chơi chiến thắng đó. Rồi. À, cũng hợp lý. Hai người bắn nhắm mà. À, anh đổ được 3 cái súng rồi nè. Ok anh ơi. Nè, còn đó. Nhớ mua nét nha, nhớ mua nét để quăng gì nha. Đặt đảo gì nữa, tiếp đi lên. Ờ thôi, từ để tôi tính cái đã. Đủ xe tăng vô, đủ xe tăng này quay đào gỗ nè, quay đào gỗ lấy mua đồ nè, mua thêm súng đạn nè. Đủ chưa? Hình như đủ xe tăng rồi, đủ hai chiếc rồi anh ơi. Ok, chặt cỏ thôi. Cái rìu. Với mấy cái rìu. Quay cái cúp đào gỗ. Lấy chiếc đào thứ hai. Không hiểu luôn, cười. Lấy thêm gì ta, lấy thêm đạn đi ha mà ca. Đừng có mua súng nha, anh có súng rồi đó. Mua súng đủ rồi đó. Có súng đây nè đúng không? Bây giờ mới thấy đào nhanh đó trời, nãy đào cây kia đúng lâu luôn. Mình rồi, có xe tăng luôn mà ca ơi. Em ra em sẽ úp xe tăng sẵn nha, sẽ úp xe tăng thẳng luôn. Xe tăng đây để anh lấy thêm gỗ cái. Dạ, một cái là đơm luôn, không lấy nhiều. Có nhiều luôn. Lên xe tăng nè mọi người. Chữ O. Rồi gầy xăng vô, rồi tiếp theo là cài đạn vô. Đấy. Rồi, đào hết luôn. Xuống xe. Trời sầu riêng đào lâu dữ vậy. Đào nhiều lên. Rồi, một chiếc. Vậy em đồ quá trời đào luôn rồi mà. Đào gì nhìn biết cái chiêu chiêu à. Ý kiến không? Đào bên hàng cái nhà luôn. Đồng đội luôn. A few moments later. Rồi, full gas. Nét mắc vậy. Đi nữa. Hơi mắc nha. Rồi, xong đủ chưa? Hôm nay mình đào nó đúng chiều luôn trời. Đào thêm vài cục màu trắng nữa. Ê, tới giờ đó, chuẩn bị đó. Tới giờ hả? Rồi. Đồng chí này nãy giờ chưa mua đồ nữa. Đậu nè, giúp mi đó. Đồng chí giúp mi đào mám vô quá. Đào lấy mua đồ đi má ơi. Trời, chạy đâu mua hết rồi. À quên, xin lỗi mày. Để. Ủa, chết mua cái áo rồi. Thiếu cái áo rồi. Đậu chưa. Ủa mà ca không mua em scope mà ca. À, anh quên mua cho em cái scope rồi. Em bắn mắt, nhắm mắt hả? Hợp lý vãi luôn nha, vãi luôn đó. Ủa. Ủa, anh đâu chưa? Thằng cameraman. Alo. Ủa, mới chuẩn bị thôi nè. Mới chuẩn bị thôi, chưa có xuất đâu. Đầm. Thôi, tôi lên trước. Một lát. Tôi không có nói nhiều điều đâu. Lên. Rồi, đây để mua hàng chục trái bom nữa, chọn cho nó thích. Gầy. Ơi cô ơi, tàu hũ có mua 300k gì vậy? Mua rồi. Ok. Trên đây là một cái thành, cao thiệt sự luôn. Rồi bây giờ mình đứng trên đây thủ thành nha, đừng có xuống rừng nha. Xuống rừng tụi nó tấn công mình là chết luôn á. Chết luôn á. Ủa đi lên đằng nào vậy? À đây. Ôi, đừng lên, không biết được bắn nữa nè. Bắn nhậu giật có mày nè. Chết rồi. Trời ơi, giờ đã không xác đặt luôn. Ok vậy. Ok. Cảm xin đi mà tính nè. Tăng. Giờ nào chúng tăng đó. Tăng. Phiêu. Ôi, đừng bắn. Trời ơi, bắn đạn giờ. Có sai lầm, yên tâm, sao hết. Sai lầm sơ hết. Rồi lâu thế thì sẽ đang đi từ rời nào qua đây vậy? Giờ bây giờ đây nè, chúng ta nên chia đội hình ra đúng không? Hợp lý luôn. Đây luôn. Luôn. Nào vậy à đây. Ôi. Đừng lên, không biết đường lên. Nhiều đường quá. Lên này, thằng nào qua là bắn chết. Anh em lại nào. Cái này. Tụi nó sẽ đi đường giữa, yên tâm.
Ok luôn. Đi rừng giữa thì chỉ có thằng xe tăng đi nữa thôi, còn tụi kia đi rừng á, nó tấn công theo kiểu người Việt Nam, tất tích Việt Nam mình á. Ta thích Việt Nam à? Ta thích Việt Nam. Núp lùm, bắn tỉa, vô. Go 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 go. Lên lại cái chiếc mình. Lên. Lên trước, lên xe em, anh đi xe tăng nào. Đi xe tăng đầu tiên đi mà ca. Đâu, xe tăng nào đâu. Đây đúng không? Ừ. Đây đúng không? Ừ. Lên. Rồi. Ê, mày, mày cứ, mày, sầu riêng lên trên, coi bờ, coi thử cái bên kia có ai không mà, sầu riêng. Ok. Go, coi chừng nghe mà ca, đụng. Ok, để mà trong rừng có tụi đó không, chắc không đâu. Không có đâu. Qua rồi, xe móc đi, để chặn đường lại. Ui, gì vậy? Vậy? Ai bắn cẩn thận. Đứng ở trên nó bắn á. Nó bắn kìa. Rồi sao móc. Trời ơi, Zombie đang hy sinh rồi. Móc chưa? Hay rồi. Có bắn sờ cớp luôn bạn ơi. Đây sẽ tăng đi bị. Nó bắn sờ móc. Ông bị kẹt vô xe. Ơi sẽ tăng, cái sẽ tăng bị kẹt vô xe rồi. Ôi Zombie. Sầu riêng nè. À, MK nè. Ui, MK vô xe tăng thôi. Ê, đăng đi. Ui, cái gì nổ thôi. Ui, cái gì nổ thôi. Ui, tăng rồi. MK nè. Em đang đục tường MK ơi. Ây da. Trời ơi. Đây. Ê, nó bắt kìa. Né ra. Đây. Em đi. Từ. Được chưa, xe này. Ôi. Ôi, nổ rồi. Ok, nổ xe tăng rồi. Ôi, nó thằng nào, nó bò. Ôi, chết. Đâu ta? Rồi, giết nó đi mà ca. Đứng trên nó khôn quá. Đâu. Trên cao. Đây. Em quyết định nhảy ra làm bia đỡ đạn cho mọi người. Bắn đi mọi người. Bắn đi. Chết đi. Ôi. Tụi nó bắn trên cao khó quá. Ôi chưa, tuần hành chưa bị hủy. Ai u mà ca. Ủa sao hết đạn rồi? Đậu u xanh. Ôi cái bazooka sắp hết đạn rồi. Giữ đi bạn ơi, giữ. Surprise, motherfucker. Lấy được rồi, đồng chí ơi. Bắn đi. Bắn đi. Cái chân, nó đánh được hướng. Ui, nó đánh được hướng. Nó bắn tay luôn. Ê, cái gì đây? Chết tôi luôn rồi. Cái định mệnh á. Nó bắn. Từ. Chết bảo rồi. Lên. Em đang chạy lên. Ai ui. Ô, tụi mới đào thêm mới được. Đào thêm. Mà hết ơi, chết tôi chưa. Ôi, hết đạn rồi bạn ơi. Tôi giờ làm sao để đào đấy? Mua súng giùm với Bảo ơi. Hết đạn rồi. Mày ăn cái gì vậy? Vô. Có cái đường đi vô rồi, đi vô đi. Anh em bị bắn. Ui, bánh. Bánh hết giá rồi mọi người ơi. Hết đạn. Ôi, em cứu cho. Đi ra xuống kêu ok. Không anh cứu anh. Ai đưa cái này nè. Ok, em bắn chúng anh bây giờ. Em bắn chúng anh bây giờ xuống ra. Chạy. Ok, tao hổng chết rồi. Em đang đập đường đi vô. Em đang đập đường đi vô. Em đang đập đường đi vô. Em đang đập đường đi vô anh ơi.
cửa lên cửa. Mọi người ơi, nhanh lên. Em bò lóc rồi. Nhanh giữ cửa nè. Bò lóc rồi, bò lóc rồi mọi người ơi. Chạy 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 chạy. Chết một thằng sĩ quan rồi. Lút đầu. Ôi cái tụi nó không biết em trong này luôn anh ơi. Anh vô thêm 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 đạn mày hả? Ây da, nó bóng cục kìa. Anh bắn sao hết đạn mà cả. Anh bắn sao hết đạn luôn chứ. Hai cục rồi, chuẩn bị thắng rồi. Ai đang ở trong đây luôn rồi? Chết rồi. Ủa là giờ sao đây? Giờ sao em vô đây? Ê, nó đây rồi, nó đi qua nè. Trời ơi, ơi. Ok các bạn ơi, thì chúng ta đã xong trận đấu rồi. Thì trận đấu thì các bạn cũng đã biết thắng rồi đúng không? Ok, đây là tụi mình đã đánh được ba cái mảnh này đã giết ông ba tự sát ơi. Ok, còn bây giờ đây giết kìa đấy đâu. Ừ.